đi đó đây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Đi Đó Đây. Hôm nay chúng ta hãy cùng ôn lại lịch sử và tham quan khu di tích Đền Hùng nhé. Mời các bạn cùng theo mình nhé. Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là nơi thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước, tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Đền Hùng cách trung tâm thành phố Việt Trì 7 km về phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội 90 km. Từ Hà Nội, du khách có thể đến Đền Hùng bằng đường bộ theo quốc lộ 2 hoặc tuyến đường sắt Hà Nội, Lào Cai. Đền Hùng là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xây dựng trên núi Hùng, thuộc đất Phong Châu, vốn là đất kế đô của nhà nước Văn Lang 4.000 năm trước đây. Toàn bộ khu di tích có 4 đền, 1 chùa và 1 lăng hài hòa trong cảnh thiên nhiên, có địa thế cao rất ngoạn mục, hùng vĩ, đất đầy khí thiên của sơn thủy hội tụ. Đền Hùng được xây dựng trên núi Hùng, còn gọi là núi Cả theo tiếng địa phương, hay còn có nhiều tên gọi khác nhau, Nghĩa Lĩnh, Nghĩa Cương, Hy Cương, Hy Sơn, Bảo Thiếu Lĩnh, Bảo Thiếu Sơn, có độ cao 175m so với mặt nước biển. Tục truyền rằng, núi Hùng là chiếc đầu rồng hướng về phía nam, mình rồng uốn khúc thành núi Vặn, núi Trọc, núi Pheo. Núi Vặn cao 170m, xấp xỉ núi Hùng. Núi Trọc nằm giữa núi Hùng và núi Vặn, cao 145m. Theo truyền thuyết, đây là ba đỉnh Tam Sơn cấm địa được dân gian thờ từ rất lâu đời. Toàn khu di tích Đền Hùng xưa kia là rừng già nhiệt đới, đến nay chỉ còn núi Hùng là rậm rạp xanh tươi với 150 loài thảo mộc thuộc 35 họ, trong đó còn sót lại một số cây đại thụ như chò, thông, lụ và một vài giống cây cổ sơ như kim giao, thiên tuế. Từ chân núi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lần lượt các di tích kiến trúc như Cổng Đền, được xây dựng vào năm Khải Định thứ 2, tức năm 1917. Cổng xây kiểu vòm cuốn cao 8,5m, hai tầng 8 mái, lợp giả ngói ống. Tầng dưới có một cửa vòm cuốn lớn, đầu cột trụ cổng tầng trên có cửa vòm nhỏ hơn, bốn góc tầng mái trang trí rồng, đắp nổi hai con nghê. Giữa cột trụ và cổng đắp nổi phù điêu hai võ sĩ, một người cầm giáo, một người cầm rìu chiến, mặc áo giáp, ngực trang trí hổ phù. Giữa tầng một có đề bức đại tự, cao sơn cảnh hành, nghĩa là lên núi cao nhìn xa rộng. Còn có người dịch là cao sơn cảnh hạnh, tức là đức lớn như núi cao. Mặt sau cổng đắp hai con hổ là hiện thân vật canh giữ thần. Đền Hạ. Tương truyền nơi đây, mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, sau nở thành 100 người con trai, nguồn gốc đồng bào được bắt nguồn từ đây. Dấu tích giếng mắt rồng là nơi mẹ Âu Cơ ấp trứng nay vẫn còn ở phía sau đền. Đền Hạ được xây dựng lại trên nền đất cũ vào thế kỷ 17-18, kiến trúc kiểu chữ nhị gồm hai tòa tiền bái và hậu cung, mỗi tòa ba gian, cách nhau 1,5m. Kiến trúc đơn sơ kèo cầu suốt, bẫy gối vào đầu kèo làm cho mái sau dài hơn mái trước. Đốc xây liền tường với đốc hậu cung, hai bên đắp phù điêu, một bên voi, một bên ngựa. Bờ nóc phẳng, không trang trí mỹ thuật, mái lợp ngói mũi, địa phương gọi là ngói mũi lợn. Ngay chân đền Hạ là nhà bia với kiến trúc hình lục giác, có 6 mái. Trên đỉnh có đắp hình nậm rượu, 6 mái được lợp bằng gạch bìa bên trong, bên ngoài láng xi măng, có 6 cột bằng gạch xây tròn, dưới chân có lan can. Trong nhà bia trước đây đặt tấm bia ghi lại việc tu sửa đường lên núi Hùng, hiện nay đặt bia đá, nội dung ghi lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm đền Hùng ngày 19 tháng 9 năm 1945. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Gần đền Hạ có một ngôi chùa, xưa có tên là Sơn Cảnh Thừa Long Tự, sau đổi là Thiên Quang Thiền Tự. Chùa được xây theo kiểu nội công ngoại quốc, gồm các nhà, tiền đường 5 gian, thiêu hương 2 gian, tam bảo 3 gian ở phía trước, dãy hành lang, nhà tổ ở phía sau. Các tòa được làm theo kiểu cột trụ, quá gian gối đầu vào cột xây, kèo suốt. Mái chùa được lập ngói mũi, đầu đao cong, bờ nóc tiền đường đắp lưỡng long chầu nguyệt. Chùa thờ Phật theo phái Đại Thừa. Trước cửa chùa có cây thiên tuế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Trước sân chùa có hai tháp sư hình trụ 4 tầng, trên nóc đắp hình hoa sen, lòng tháp xây rỗng, cửa vòm nhỏ. Trong tháp có bát nhang và tấm bia đá khắc tên các vị hòa thượng đã tu hành và viên tịch tại chùa.
chùa còn có một gác chuông được xây dựng vào thế kỷ 17, gồm 3 gian, 2 tầng mái, 4 vì kèo cột kiểu chồng giường kết hợp với 7 lẻ. Các 7 lẻ hầu như để trơn không chạm chỗ gì. Trên gác chuông có treo quả chuông, không ghi niên đại đúc chuông mà chỉ ghi Đại Việt Quốc, Sơn Tây Dạo Lâm Thao Phủ, Sơn Vi Huyện, Hy Cương Xã, Cổ Tích Thôn Cư Phụng. Qua đó có thể đoán quả chuông được đúc thời Hậu Lê. Đền Trung, tức là Hùng Vương Tổ Miếu. Tương truyền, đây là nơi các vua Hùng cùng các lạc hầu, lạc tướng du ngoạn ngắm cảnh thiên nhiên và họp bàn việc nước. Nơi đây vua Hùng thứ 6 đã nhường ngôi cho Lang Liêu, người con hiếu thảo vì đã có công làm ra bánh chưng, bánh dày. Đền được xây theo kiểu hình chữ nhất, có 3 gian quay về hướng nam, dài 7,2m, rộng 3,7m. Mái hiên cao 1,8m, không có cột kèo, cầu quá gian gối vào tường, bít đốc tường hậu, phía trước mở 3 cửa. Đền Thượng và Lăng Hùng Vương. Đền Thượng được đặt trên đỉnh núi Hùng. Tương truyền rằng thời Hùng Vương, vua Hùng thường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để tiến hành nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp thờ trời đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Tục truyền đây còn là nơi vua Hùng thứ 6 lập đàn cầu trời ban cho người tài ra giúp nước đánh giặc Ân. Sau khi thánh gióng đánh tan giặc và bay về trời, vua Hùng cho lập đền thờ vọng trên đỉnh núi. Về sau, nhân dân đặt thêm bài vị vua Hùng vào thờ cúng. Đền Thượng có tên chữ là Kính Thiên Lĩnh Điện, tức là điện cầu trời. Ngoài ra còn có tên là Cửu Trùng Tiên Điện, tức là điện giữa chín tầng mây. Trong đền Thượng có bức đại tự đề Nam Việt Triệu Tổ, tức là tổ khai sáng nước Việt Nam. Đền được làm kiểu chữ vương, kiến trúc đơn giản, kèo cầu, không có chạm trổ, được xây dựng qua 4 cấp khác nhau gồm nhà chuông trống cấp 1, đại bái cấp 2, tiền tế cấp 3 và hậu cung cấp 4. Bên phía tay trái đền có một cột đá thề, tương truyền do Thục Phán dựng lên khi được vua Hùng thứ 18 truyền ngôi để thề nguyện bảo vệ non sông đất nước mà Hùng Vương trao lại và đời đời hương khói trong non miếu Vũ họ Vương. Cột đá cao 1,3m, rộng 0,3m, hình vuông. Đến năm 1968, Ti Văn Hóa Vĩnh Phú tôn tạo lên bệ như hiện nay. Lăng Hùng Vương tương truyền là mộ của vua Hùng thứ 6. Lăng mộ nằm ở phía đông đền Thượng, có vị trí đầu đội sơn, chân đạp thủy, mặt quay theo hướng đông nam. Xưa là mộ đất, thời Tự Đức năm thứ 27 1870 cho xây mộ dựng lăng. Thời Khải Định tháng 7 1922 trùng tu lại. Lăng hình vuông, cột liền tường, có đao cong 8 góc, tạo thành 2 tầng mái. Tầng dưới 4 góc đắp 4 con rồng tư thế bò, tầng trên đắp rồng uống ngược, đỉnh lăng đắp hình quả ngọc theo tích cửu long tranh châu. Mái đắp ngói ống, cổ diêm, ba phía đều đắp mặt hổ phù. Ba mặt tây, đông, nam đều có cửa vòm, hai bên cửa đều đắp kỳ lân, xung quanh có tường bao quanh, trang trí hoa, chất liệu bằng đá. Trong lăng có mộ vua Hùng, mộ xây hình hộp chữ nhật dài 1,3m, rộng 1,8m, cao 1,0m. Mộ có mái mui luyện. Phía trong lăng có bia đá ghi, biểu chính, tức là lăng chính. Phía trên ba mặt lăng đều có đề, Hùng Vương Lăng. Đền giếng, tên chữ là Ngọc Tỉnh. Tương truyền là nơi hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa con gái của vua Hùng thứ 18 thường soi gương, vấn tóc khi theo cha đi kinh lý qua vùng này. Hai bà có công dạy dân trồng lúa nước và trị thủy nên được nhân dân lập đền thờ phụng muôn đời. Đền được xây dựng vào thế kỷ 18, theo hướng đông nam, kiến trúc kiểu chữ công, gồm nhà tiền bái 3 gian, hậu cung 3 gian, một chui vồ và hai nhà oản 4 gian, có phương đình nối tiền bái với hậu cung. Cổng đền giếng được xây vào thế kỷ 18, kiểu dáng gần giống cổng chính nhưng nhỏ và thấp hơn. Cổng xây theo kiểu kiến trúc 2 tầng 8 mái. Tầng dưới, giữa có một cửa xây kiểu vòm, hai bên có hai cột trụ trên lắp nghe chầu. Tầng trên giữa cổng có bức đại tự đề, Trung Sơn Tiểu Thất, tức là ngôi miếu nhỏ trong núi.
hai bên có đề câu đối và tượng hai võ sĩ, mặt sau cổng đắp hổ, mỗi con một bên. Như vậy là các bạn vừa xem qua toàn cảnh khu di tích Đền Hùng. Hãy nhớ câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Và bây giờ đi đó đây, xin chào và hẹn gặp lại.